Dù không có bất kỳ điều luật nào, nhưng có lẽ chúng ta thường quá quen với việc những cầu thủ được vinh danh tại những giải thưởng danh giá là những cái tên thi đấu ở các vị trí tấn công, hay cụ thể hơn là tiền đạo, khi những bàn thắng của họ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Đơn cử như danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, quả bóng vàng, chủ nhân của nó luôn về tay những cầu thủ chơi trên hàng công như Ronaldo, Messi, Modric, Neymar, trong khi Virgil van Dijk hay Manuel Neuer chính là những ngoại lệ hiếm hoi của những ứng cử viên cho danh hiệu này. Tuy nhiên cách đây hơn 15 năm đã có một trung vệ xuất sắc được vinh danh ở hạng mục cao nhất của giải thưởng cao quý này. Và anh cũng chính là cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự duy nhất trong thế kỷ 21 trở thành chủ nhân của quả bóng vàng. Đó là Fabio Cannavaro. Và trong video hôm nay, hãy cùng cảm sâu tìm hiểu mùa giải 2005-2006 cực kỳ thành công của huyền thoại người Ý trong mùa ảo câu lạc bộ lớn đội tuyển quốc gia, qua đó giúp Cannavaro trở thành chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng châu Âu đầy danh giá. Đôi chút thông tin về Fabio Cannavaro. Anh sinh ngày 13 tháng 9 năm 1973 tại Naples. Anh không phải thuộc tuýp gia đình có truyền thống về thể thao, khi mẹ làm công việc phục vụ và bố cũng đảm nhận công việc nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, Fabio Cannavaro đã trót yêu bóng đá và anh cực kỳ thần tượng câu lạc bộ Napoli. Fabio Cannavaro từng đảm nhận vai trò cậu bé nhặt bóng, đã có dịp ngắm nhìn Diego Maradona hay Gero Ferreira trong các trận đấu. Sau đó, anh cũng được tham gia vào đội trẻ của Napoli với vai trò tiền vệ trung tâm, trước khi được huấn luyện viên chuyển xuống đá trung vệ. Sau khi dần chứng tỏ được khả năng của mình và ra mắt đội 1, Fabio Cannavaro nhanh chóng được Parma chiêu mộ với giá gần 7 triệu euro vào năm 1995. Trong 7 năm tại sân Tardini, Fabio Cannavaro phát triển vượt bậc khi cùng Parma chinh phục UEFA Cup 98-99, hai Coppa Italia cùng với siêu cúp Ý năm 99. Năm 2002, Inter đã trả cho Parma số tiền mà họ khó có thể từ chối, 23 triệu euro để có được chữ ký của Fabio Cannavaro. Tuy nhiên, những năm tháng tại Giuseppe Meazza không thực sự hạnh phúc và Inter đồng ý để Cannavaro chuyển đến Juventus vào năm 2004 với giá vỏn vẹn 10 triệu euro. Đương nhiên, giai đoạn thành công nhất chính là mùa giải 2005-2006 của trung vệ này. Tập thể Juventus mùa đó đã có những trận đấu vô cùng thành công. Họ chỉ thua duy nhất một trận trước kinh địch AC Milan, kết thúc mùa giải với tổng cộng 91 điểm, một con số kỷ lục. Trong suốt mùa giải đó, dù cho Fabio Cannavaro không thể duy trì cường độ 38 trận ra sân như mùa giải trước, nhưng 36 trận ra sân của trung vệ người Ý cũng đủ giúp Juventus hoàn tất mục tiêu Scudetto. Thậm chí, anh còn được vinh danh ở rất nhiều những hạng mục cá nhân tại Serie A, từ cầu thủ bóng đá của năm, hậu vệ của năm hai lần liên tiếp. Trong mùa giải kỷ lục 91 điểm của Juventus, Cannavaro cùng những cộng sự của mình chỉ để cho đối phương chọc thủng lưới 24 lần, con số thấp nhất giải đấu, đồng thời cũng chỉ để thua duy nhất một trận. Tuy nhiên mọi thứ đã trở nên quá đen đủi với huyền thoại sinh năm 73, khi cả hai Scudetto mà Cannavaro nỗ lực giành lấy đều đã bị hủy bỏ vì scandal Calciopoli. Và cho đến nay, nó vẫn được xem là một trong những bê bối rúng động nhất lịch sử bóng đá nhân loại. Điều này khiến Juventus bị tước hai danh hiệu vô địch, chủ nhân Scudetto năm 2005 bị bỏ trống. Sau bê bối này, Juventus cũng đã bị đẩy xuống Serie B, và đó cũng chính là lúc mà Cannavaro rời bỏ nước Ý và tiếp tục chặng hành trình của mình tại Real Madrid. Còn ở sân chơi châu Âu, Cannavaro đã giúp Juventus kết thúc 6 trận một loại ở vị trí đầu bảng A trước khi dừng bước trước áo quân Arsenal tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, thành tích đáng kể nhất và cũng là nguyên nhân chính giúp cho cựu trung vệ này có được danh hiệu quả bóng vàng, đó là màn trình diễn hảo hạn tại World Cup 2006, khi đó Ý xếp ở bảng E với những đối thủ không quá mạnh. Vì thế không có gì ngạc nhiên khi đoàn quân của Marcello Lippi bất bại và chém chệ ngôi vị đầu bảng. Thậm chí hàng phòng ngự của Ý với bộ đôi Materazzi, Cannavaro chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong trận đấu gặp Mỹ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng trong suốt chặng hành trình từ vòng knockout cho đến trận chung kết, Ý dưới sự chỉ đạo của Cannavaro cộng với khả năng cản phá cực kỳ lợi hại của Gianluigi Buffon, họ đã không để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào. Họ giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Australia, sau đó là 90 phút hạ đẹp Ukraine ở vòng tứ kết. Ở vòng bán kết chạm trán đội chủ nhà Đức, hai bàn thắng của Dembélé và Kroso đã định đoạt thắng thua bằng 30 phút tại hiệp phụ. Tuy nhiên, Cannavaro với tấm băng đội trưởng trên tay đã chỉ huy hàng phòng ngự cực tốt, khóa chặt những cầu thủ nguy hiểm của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann như Podolski hay Klose.
trong khi Hàng Công là có hai nhát dao chí mạng kết liễu đối thủ. Và mãi cho đến trận chung kết diễn ra tại sân Olympic, đội bóng áo Thiên Thanh mới chỉ đều thủng lưới sau bàn thắng bằng tỷ số của Zidane trên chấm phạt đền. Tuy nhiên sau đó, Materazzi, người đã phạm lỗi trong vòng cấm, đã có bàn thắng của mình tỷ số ở phút 20. 90 phút ở trận chung kết khép lại với việc mỗi đội đều có được một bàn thắng, đồng nghĩa chiếc vô địch phải xác định sau loạt penalty. Bước ngoặt của trận chung kết diễn ra trong hiệp phụ khi Materazzi khiêu khích Zidane và lãnh trọn cú thiết đầu câu của cựu tiền vệ người Pháp. Zidane bị đuổi khỏi sân ngay lập tức và thế trận phần nào trở nên dễ thở hơn với Azzurri. Tuy nhiên Ý đã không tận dụng thành công cơ hội này và phải quyết định số phận của mình trên chấm phạt đền. Trong khi cả năm cầu thủ Ý đều thực hiện thành công, thì Trezeguet không đánh bại được xà ngang, qua đó bước lên bục cao nhất và trở thành đội bóng châu Âu có nhiều danh hiệu World Cup nhất trước khi bị Đức san bằng kỷ lục này vào năm 2014. Không chỉ ý nghĩa ở mặt chuyên môn, chiếc cúp vàng gần nhất của người Ý đã cứu rỗi nền bóng đá này khỏi dư chấn từ Calciopoli, một vết nhơ khó gột rửa, và chính Fabio Cannavaro là đầu tàu cho chặng hành trình cứu rỗi nền bóng đá Ý thời điểm đó. Với màn trình diễn vô cùng xuất sắc cả trong mùa áo câu lạc bộ lớn đội tuyển quốc gia, Cannavaro được tổng cộng 173 điểm, vượt qua hai ứng cử viên nạng ký khác là đồng đội Buffon và Thierry Henry để trở thành hậu vệ Ý đầu tiên và hậu vệ thứ ba trong lịch sử giành quả bóng vàng sau Franz Beckenbauer và Matthias Sammer. Còn về nền bóng đá Ý, Fabio Cannavaro là cầu thủ thứ 5 trong lịch sử bước lên bục cao nhất của quả bóng vàng sau Baggio năm 93, Paolo Rossi năm 82, Rivera năm 69 và Sivori năm 61. Ngày 1 tháng 3 năm 2012, Cannavaro chính thức treo giày trong áo câu lạc bộ Bengal Tusker của Ấn Độ. Tiếp theo đó là chặng hành trình trở thành huấn luyện viên, đáng kể nhất là khoảng thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Quảng Châu vào đội tuyển Trung Quốc. Thành tích cực kỳ đáng ngưỡng mộ trong xuyên suốt năm 2006 đã giúp Cannavaro trở thành cầu thủ Ý và cũng là hậu vệ gần nhất giành được quả bóng vàng. Theo anh em, với thực trạng đáng buồn nhưng hậu vệ thường được đánh giá không cao ở những giải thưởng cá nhân, liệu rằng chúng ta còn có thể được chứng kiến những thay đổi trong điều luật nhằm chọn ra chủ nhân quả bóng vàng tương lai hay không?